công ty Việt Á đã chi lại quả cho đối tác gần 800 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh vụ phó trưởng công an bị tố quan hệ ngoài luồng với hai phụ nữ. Phạt tù kẻ ép xe khiến thượng úy cảnh sát hy sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Công ty Việt Á đã chi lại quả cho đối tác gần 800 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu, Phan Quốc Việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45% và Việt Á chi hoa hồng cho đối tác gần 800 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thêm những thông tin mới về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương có liên quan. Theo Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ban chỉ đạo đã quyết định đưa vụ án Việt Á vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ban chỉ đạo yêu cầu đảng ủy cơ quan công an trung ương quân ủy trung ương ủy ban kiểm tra trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao tỉnh ủy thành ủy có liên quan phối hợp chặt chẽ kịp thời đấu tranh ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tập trung đấu tranh làm rõ việc giao nhiệm vụ nghiên cứu nghiệm thu chuyển giao cấp phép lưu hành sản phẩm hiệp thương giá thông tin quảng cáo tổ chức sản xuất đánh giá chất lượng sản phẩm việc mua bán sản phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến vụ án. Thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, tập trung lực lượng, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra xác minh làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Quá trình điều tra mở rộng vụ án cho đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỷ đồng, 100.000 USD và tạm giữ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp. Trung tướng Tô Ân Sô cũng thông tin về lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt. Theo lời khai ban đầu, Việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%. Số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng mà Việt Á chi cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô nêu rõ hiện nay, Bộ Công an rất tích cực mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện các yêu cầu của Ban chỉ đạo đối với vụ án nhằm ngăn chặn, loại bỏ biến thể Việt Á trong tương lai. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố các bị can, trong đó có Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án này. Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi đã khởi tố, kết quả điều tra đến nay xác định bị can Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp, Phó Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương còn có hành vi đưa nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng do đó cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với phan quốc việt vũ đình hiệp về tội đưa hối lộ khởi tố bị can đối với phạm duy tuyến về tội nhận hối lộ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc bộ y tế nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, CDC Nghệ An và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, CDC Bình Dương đã thông đồng câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc công ty Việt Á, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, công ty VNDat trong vụ nâng giá sinh phẩm xét nghiệm Covid-19. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch Covid-19 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can: Nguyễn Văn Định, giám đốc CDC Nghệ An, Nguyễn Thị Hồng Thắm, kế toán trưởng CDC Nghệ An, Nguyễn Thành Danh, giám đốc CDC Bình Dương, Trần Thanh Phong, phó phòng tài chính kế toán CDC Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương. Tiêu Quốc Cường, kế toán trưởng, phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố 3 bị can là lãnh đạo nhân viên các công ty gồm Nguyễn Trường Giang, phó giám đốc công ty VNDAT, Nguyễn Thị Thúy, nhân viên kinh doanh công ty VNDAT và Lê Trung Nguyên, giám đốc vùng công ty Việt Á. Các bị can bị C03 khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh vụ phó trưởng công an bị tố quan hệ ngoài luồng với hai phụ nữ. Sau khi có đơn thư tố cáo một phó trưởng công an thành phố Thanh Hóa có quan hệ ngoài luồng, giám đốc công an tỉnh đã giao cho thanh tra công an tỉnh xác minh để làm rõ vụ việc này. Thiếu tướng Trần Phú Hà, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận về việc, ông đã ký quyết định số 2762 về việc thụ lý giải quyết tố cáo liên quan đến một phó trưởng công an thành phố Thanh Hóa bị tố cáo có quan hệ ngoài luồng dẫn đến ly hôn với người vợ cũ. Cụ thể một công dân đã làm đơn tố cáo một phó trưởng công an thành phố Thanh Hóa có quan hệ nam nữ bất chính với hai người phụ nữ dẫn đến hậu quả ly hôn với người vợ cũ, vi phạm luật hôn nhân và gia đình, vi phạm phẩm chất đạo đức của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa giao cho thanh tra công an tỉnh có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo về giám đốc công an tỉnh, thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày. Phóng viên đặt câu hỏi về việc sau khi nhận đơn tố cáo, phía công an tỉnh có tạm thời đình chỉ công tác người bị tố cáo hay không. Thiếu tướng Trần Phú Hà cho biết, hiện chưa có dấu hiệu gì vi phạm nên không đình chỉ. Khi nhận đơn thì cơ quan giao cho thanh tra công an tỉnh xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Liên quan đến sự việc này, phóng viên đã liên hệ với vị trưởng công an thành phố Thanh Hóa, nhưng người này hướng dẫn phóng viên liên hệ với giám đốc công an tỉnh để nắm bắt thông tin. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Phạt tù kẻ ép xe khiến thượng úy cảnh sát hy sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hứa Hán Võ, sinh năm 1994, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng vào tối ngày 2 tháng 8 năm 2020, Tổ công tác Công an quận 6 trên đường tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 phát hiện hứa hán võ chạy xe máy trên đường sau 18 giờ. Thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng các quy định siết chặt giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Mọi người không ra khỏi nhà sau 18 giờ nếu như không có lý do chính đáng. Lúc này cảnh sát ra lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và phát hiện võ có biểu hiện phê hàng cấm nên đưa võ về công an phường 11, quận 6 để xử lý. Khi đến trước trụ sở công an phường 11, võ bất ngờ tăng ga quay xe bỏ chạy. Thượng úy Phan Tấn Tài cùng tổ công tác truy đuổi yêu cầu dừng xe, nhưng võ không chấp hành. Đến đường lò gốm, Thượng úy Tài vượt qua bên phải, tiếp tục yêu cầu dừng xe, thì võ tăng ga ép xe khiến Thượng úy Tài mất lái, lao xe lên lề đường, va và chạm vào tủ điện bị thương nặng. Lúc này nhiều người nhìn thấy vụ việc nên hỗ trợ sơ cứu Thượng úy Tài, đồng thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy, nhưng đến tối cùng ngày thì Thượng úy Tài qua đời. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo võ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Bị cáo khai ngày xảy ra sự việc có sử dụng hàng cấm, nên khi bị kiểm tra đã hoảng sợ bỏ về nhà rồi đi đầu thú. Bị cáo võ gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và nói đã ăn năn hối cải suốt 5 tháng tạm giam vừa qua. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nhận định hành vi của bị cáo võ gây hậu quả gián tiếp khiến Thượng úy Tài rượt theo qua đời. Nhưng cũng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hành vi phạm tội là nhất thời, bột phát và đề nghị phạt bị cáo võ 2-3 năm tù. Sau khi hy sinh, Thượng úy Phan Tấn Tài được truy thăng quân hàm lên đại úy và truy tặng huân chương chiến công hạng nhì rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức việt quý vị đừng rời kênh vì quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay sau đây